Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Chiếm Tài Mobile cũng như là đã đến với kênh YouTube của Chiếm Tài Mobile. Nếu bạn lần đầu đến với kênh YouTube của bọn mình thì đừng quên để lại cho bọn mình một like và subscribe để chờ đón những video review về những sản phẩm công nghệ nhé. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho tất cả bạn một chiếc tai nghe True Wireless với mức giá siêu rẻ các bạn ạ. Chỉ có loanh quanh tầm là 300.000 đến 400.000 mà thôi. Và nó đến từ một thương hiệu khá là nổi tiếng có tên là QCI. Thì như bạn đã biết thì với thương hiệu QCI này thì nó đã sản xuất rất là nhiều những chiếc tai nghe rồi. Từ QCI T1S này, T2, T3, T5, T7, T8 và còn rất là nhiều những dòng tai nghe True Wireless khác. QCI là một công ty rất là nổi tiếng về những chiếc tai nghe True Wireless và đã sản xuất gia công cho rất là nhiều thương hiệu khác như kiểu Xiaomi, rồi là như kiểu là tai nghe đến từ Oki hay là một số thương hiệu khác thì cũng OEM từ thương hiệu QCI này ra. Và chiếc tai nghe hôm nay mình có thì nó sẽ có tên là QCI M10. Đây là một chiếc tai nghe đã rất là thành công trên trang gọi vốn là Xiaomi Zupin. Vậy thì với chiếc tai nghe có phân khúc giá loanh quanh chỉ tầm 300-400.000 đồng, nó sẽ có những gì hay ho và chức năng của nó ra sao cũng như là nó có đáng tiền hay không? Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video và đánh giá về chiếc tai nghe QCI M10 này nhé. Trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về mức giá của cái sản phẩm tai nghe QCI M10 thì có thể tham khảo tại Chiếm Tài Mobile để có được một cái mức giá tốt nhất. Ngoài ra thì bên mình còn có chương trình bảo hành rất tốt là bảo hành 6 tháng một đổi một với tất cả các lỗi trong 7 ngày đầu. Ok, còn bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu thôi. Rồi thì đây chính là chiếc tai nghe QCI của chúng ta. Nhìn chung thì với những cái hộp của QCI thì họ không được đầu tư cho lắm các bạn ạ. Ở phía trước các bạn sẽ có Zupin, ở đây là cái trang gọi vốn Xiaomi Zupin. Và các bạn sẽ còn có logo của QCI này, hình ảnh sản phẩm mặt trước rất quen thuộc. Và các bạn sẽ có logo M10 cùng với một số thông tin ở phần mặt sau được ghi bằng tiếng Anh cũng như tiếng Trung. Và các bạn sẽ mở hộp ra thì bên trong các bạn sẽ có ở đây là một cái hộp được làm từ chất liệu là giấy tái chế. Và các bạn sẽ có chiếc tai nghe True Wireless QCI M10 của chúng ta. Nó được làm từ chất liệu là nhựa nha các bạn. Hơn nữa thì bên trong với hộp phụ kiện của cái sản phẩm tai nghe QCI M10 chúng ta sẽ có cũng tương đối là nhiều thứ hay ho. Ở đây các bạn sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng này. Các bạn sẽ còn có cho mình là một hai cặp nút tai để thay thế phù hợp với nhiều kích thước tai khác nhau. Thì bạn nên dùng cái này nếu như cảm thấy rằng đeo nó hơi bị đau tai thì nên dùng cái này nhá. Và ngoài ra thì bạn sẽ còn có cho mình một cái sợi cáp sạc. Và sợi cáp này thì nó rất quen thuộc với nhà QCI và nó vẫn dùng cho mình cái tiêu chuẩn là micro USB các bạn ạ. Đây là một cái điều mà mình thực sự chưa được thích cho lắm. Và đó chỉ là tất cả phụ kiện của cái sản phẩm tai nghe QCI M10, một chiếc tai nghe True Wireless trong phân khúc giá rẻ. Tuy nhiên thì chiếc tai nghe này nó cũng đầy đủ tất cả những món phụ kiện từ cáp sạc, từ tiếp tai cho đến là sách hướng dẫn sử dụng. Ok, và bây giờ thì mình sẽ cùng tất cả các bạn chúng ta đánh giá về chiếc tai nghe QCI M10 này nhé. Rồi, và thiết kế của chiếc tai nghe QCI M10 này thì mình thấy nó tương tự so với những chiếc tai nghe True Wireless trong phân khúc giá rẻ khác như kiểu là Redmi AirDot này, Redmi AirDot S, QCI T3, T5, T5S và bla thì nó đều dùng chung một cái form thiết kế như này. Và các bạn thấy rằng là cái phần hoàn thiện của chiếc tai nghe QCI M10 thì nó sẽ được làm từ chất liệu là nhựa PC ABS và nó sẽ được phủ lên một cái tông màu là đen mờ, không bám mồ hôi, không bám vân tay và không có bám những cái vết bẩn trên bề mặt của sản phẩm này. Thì mình thấy rằng là cái tông màu của nó khá là ok. Và phía trước các bạn sẽ có logo QCI này. Ở đây các bạn sẽ có cho mình cái cổng sạc là micro USB, một cái điểm mà thực sự mình chưa được thích cho lắm. Nếu như QCI M10 trang bị cổng Type-C nó sẽ ok hơn. Và bên dưới các bạn sẽ có tất cả những thông tin của nó như là logo QCI và một số chứng chỉ khác nhau. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra để xem bên trong nó sẽ có những gì nhá. Trước khi nói về bên trong thì mình sẽ nói về phần bản lề của chiếc tai nghe QCI M10. Thì với phần bản lề này nó vẫn được hút từ là nam châm thôi. Đó các bạn thấy không? Và cái lực hút nam châm của nó tương đối mạnh. Các bạn thấy mình như thế này mặt nó không thể nào mà bung ra khỏi cái nắp ra luôn. Ngoài ra thì cái phần bản lề này thì mình thấy nó tương đối chắc chắn, mặc dù cái phần bản lề thì nó chỉ được làm từ chất liệu là nhựa mà thôi. Và khi mở ra thì bạn sẽ có hai chiếc tai nghe ở bên trong. Và khi mà lấy hai chiếc tai nghe, đương nhiên rồi, các bạn sẽ có cho mình hai cái chân sạc ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ đánh giá về thiết kế của hai cái phần housing này nhá. Thì mình thấy là với chiếc tai nghe QCI M10 thì nó có một cái thiết kế phần housing nó tương tự so với cái sản phẩm tai nghe QCI T1C và T1S. Khi nó sẽ được làm từ chất liệu là nhựa và nó sẽ có kích thước hơi to một chút so với những cái tai nghe True Wireless đang có thiết kế như thế này. Và các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái phần phím bấm ở mặt trước này. Đây là phím bình thường chứ không phải là phím cảm ứng nhá. Thì phím bình thường nó sẽ có cái điểm lợi cũng như có những điểm hại. Ví dụ như là phím bình thường
Thì khi mà chúng ta tập thể dục thể thao, tay chúng ta có bị dính mồ hôi chẳng hạn, thì không có bị chạm nhầm cảm ứng, cũng không có bị loạn cảm ứng. Còn với phím này thì nó sẽ có cái điểm yếu là khi mà chúng ta ấn vào ấy, thì cảm giác nó sẽ hơi bị dùng một cái lực hơi mạnh một chút ấn vào tay, thì nó sẽ kiểu nó không được thích cho lắm. Và ở đây các bạn sẽ còn có cho mình cái phần tiếp tai, thì cái phần này nó sẽ nhét sâu vào bên trong tai của chúng ta. Và đây là một chiếc tai nghe in-ear, thế nên là nếu một số bạn mà không thích tai nghe in-ear, muốn cảm giác đeo thoải mái, thì mình khuyên các bạn là chúng ta nên chọn tai nghe QCI T7, thì nó sẽ có cảm giác đeo ok hơn, và mức giá của nó chỉ chênh nhau tầm 80.000 mà thôi. Và ở đây các bạn sẽ còn có cho mình cái phần chấu sạc này, và một số cái thông tin như kiểu bên L và R để chúng ta có thể phân biệt được đâu là trái và đâu là phải. Và bên dưới các bạn sẽ có cho mình cái phần mic thoại. Bây giờ thì mình sẽ nói về cảm giác đeo của chiếc tai nghe QCI M10 này nhá. Thì cá nhân mình thấy rằng là với cái nút tai mặc định của chiếc tai nghe này, thì khi mà đeo vào mình thấy rằng là cảm giác nó hơi bị cấn một chút, và mình nghĩ rằng là mình nên thay một cái nút tai nó nhỏ hơn một size thì sẽ ok hơn. Còn nếu như chúng ta vẫn cố đấm ăn xôi nhét một cái nút tai quá to vào tai, thì chắc chắn là trong quá trình sử dụng tầm 10 phút, 15, 30 phút gì đó, thì nó sẽ cấn tai và nó khá là đau tai. Bạn nên thay thế nút tai nếu như cảm thấy nó bị cấn. Và sau khi mà mình đã thay thế nút tai xong rồi, thì mình thấy chiếc tai nghe này nó cho cảm giác đeo cũng tương đối là tốt các bạn ạ. Và nó sẽ bám chặt, rất chặt trên phần tai của mình luôn. Các bạn thấy này, bây giờ mình đã đeo vào rồi đúng không? Đấy, mình không thể nào mà lắc cho nó ra khỏi tai nghe này luôn ấy. Lắc một hồi muốn đau đầu luôn mà không thể nào mà ra được. Nói chung thì với chiếc tai nghe này thì nó sẽ dành cho những bạn nào đã đeo quen tai nghe in-ear rồi. Chứ còn nếu một số bạn thích cảm giác đeo thoải mái thì thực sự là con này mình thấy nó chưa được ổn như lắm. Bây giờ thì mình sẽ nói về phần kết nối đi. Thì với chiếc tai nghe QCI M10 thì nó sẽ dùng cho mình cái tiêu chuẩn rất là mới, đó chính là Bluetooth 5.0, hỗ trợ hai định dạng giải mã âm thanh, đó chính là SBC và AAC. Với hai cái định dạng SBC và AAC thì nó sẽ cho một cái chất lượng âm thanh rất là tốt. Ok, và bây giờ thì mình sẽ nói đến cái phần chất âm của chiếc tai nghe QCI M10 này nhá. Thì đây là một chiếc tai nghe trong phân khúc giá rẻ chỉ có tầm 300-400.000 đồng mà thôi. Thế nên là mình cũng không kỳ vọng quá nhiều về phần chất âm của chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe này thì nó sẽ có đầy đủ các giải bass rồi treble cũng như là mid. Và trong quá trình trải nghiệm thì mình thấy rằng chiếc tai nghe này nó phục vụ tốt cho cái nhu cầu của một người dùng phổ thông, nghe nhạc, xem phim, giải trí hoặc là chơi game mà không cần độ chính xác quá cao thì rất là ok. Còn nếu mà bạn là một chuyên gia âm thanh, bạn đang cần cho mình một chiếc tai nghe có một cái chất lượng âm thanh tốt, thì thực sự là chiếc tai nghe này nó không phù hợp cho lắm. Mà bạn nên nâng cấp lên chiếc tai nghe QCI T5 Pro với phân khúc giá loanh quanh tầm là 600.000 đồng hoặc là tai nghe QCI T5S thì sẽ ok hơn. Tại vì là chiếc tai nghe này thì khi mà mình trải nghiệm thì mình thấy rằng là cái giải bass của nó nó rất là lực, nó rất là sướng. Những bài nhạc ADM này, những bài nhạc sôi động thì nó lại tạo một cách rất là ok. Giải bass nó làm cho mình khá là phấn khích. Tuy nhiên khi mà chúng ta phát những bài nhạc mà chúng ta sẽ có nhiều tiết tấu rồi quá nhiều nhạc cụ trong một cái bài hát, thì thực sự là chiếc tai nghe này nó cái khả năng tách bạch các giải âm thanh của nó không được tốt cho lắm. Và giải bass thì nó có hơi lẹm vào những cái giải còn lại như kiểu treble hay là mid chẳng hạn. Thế nên là khi mà nghe thì chúng ta kiểu đánh loạn xạ cả lên và cảm giác nghe không được hay. Nói chung thì với chiếc tai nghe này nó chỉ phục vụ tốt cho cái nhu cầu người dùng phổ thông mà thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ nói đến cái phần là đàm thoại của chiếc tai nghe này. Thì vì cái mic của chiếc tai nghe QCI M10 nó nằm khá là xa cái phần miệng của chúng ta, và nó không trang bị cái cử noi và cũng như không trang bị công nghệ chống ồn. Thế nên là khi mà chúng ta đàm thoại đàm trong nhà thì rất là ok, hoặc đàm thoại những nơi yên tĩnh thì rất ok. Còn nếu bạn ra đường những nơi ồn ào, tàu xe rồi là chúng ta đi xe máy chẳng hạn, thì chắc chắn là khả năng đàm thoại của nó rất là tệ và nghe được rất là nhiều âm thanh môi trường bên ngoài, từ tiếng xe, tiếng cộ, rồi là nếu như các bạn đi xe máy hoặc đi xe đạp sẽ nghe được cái tiếng gió khá là nhiều các bạn ạ. Nói chung chiếc tai nghe này đàm thoại rất là ok ở trong nhà, còn đang ngoài đường thì thôi, chúng ta nên dùng tai nghe có dây sẽ chắc chắn nhất. Và bây giờ thì mình sẽ nói đến những tính năng hay ho đang có trên chiếc tai nghe QCI M10 này. Đây là một chiếc tai nghe True Wireless trong phân khúc giá rẻ. Tuy nhiên những cái tính năng trên chiếc tai nghe này thì nó không hề thua kém so với những chiếc tai nghe True Wireless có phân khúc giá loanh quanh cao hơn 500.000 chẳng hạn. Thì với chiếc tai nghe này chúng ta vẫn có khả năng hoạt động độc lập, tức là điện thoại thì nó sẽ kết nối đồng thời cả hai chiếc tai nghe, chứ không phải kết nối qua tay trái rồi sau đó tay trái thì nó sẽ làm nhiệm vụ kết nối qua tay phải. Thế nên là nếu như bạn muốn dùng tay phải chỉ cần rút tay phải ra đeo lên tai thì nó sẽ tự động kết nối, và nếu như bạn muốn dùng tay trái thì các bạn chỉ việc rút tay trái ra đeo lên tai thì nó sẽ tự động kết nối vào tai trái. Như vậy thì nó sẽ thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng, thay vì một số tai nghe True Wireless khác trong phân khúc giá rẻ thì nó chỉ dùng được một bên nếu như ta muốn hoạt động độc lập. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ nói đến những tính năng hay ho khác nhé. Thì với chiếc tai nghe này khi bạn đeo vào đấy, bạn chạm một lần vào thì nó sẽ tạm dừng bài hát, bạn chạm thêm lần nữa thì nó sẽ phát bài, và bạn chạm hai lần vào bên trái thì nó sẽ là quay trở lại bài trước, và chạm hai lần vào bên phải thì nó sẽ là next bài, và khi bạn chạm ba lần vào đây thì nó sẽ bật trợ lý ảo Google Assistant hoặc là Siri. Thì cái này sẽ tùy khi mà bạn kết nối iPhone hoặc là Android chẳng hạn. Cuối cùng thì mình sẽ đến với cái thời lượng pin. Thì với chiếc tai nghe này thì nó sẽ có dung lượng pin là 43 mAh cho mỗi bên tai, và
nó sẽ dùng được đâu đó tầm là 4 giờ nghe nhạc liên tục theo như thông tin của nhà sản xuất. Và sau khi mình trải nghiệm thì mình thấy là nó dùng được 4 giờ thật các bạn ạ, với cái mức âm lượng mình nghe tầm là 70-80%. Và với cái phần vỏ cây, khi mà bạn mua ở đây thì nó sẽ có dung pin là 380 mAh, và chúng ta có thể sạc được đâu đó tầm 5-7 lần cho chiếc tai nghe ở bên trong. Như vậy thì nó kéo dài thời gian sử dụng lên đến là 15 thậm chí là 17 tiếng đồng hồ liên tục các bạn ạ. Nói chung đây là một chiếc tai nghe với mức giá rẻ nhưng thật lượng pin của nó rất là trâu. Như vậy thì mình cũng đã đánh giá qua thời lượng pin rồi, thì chiếc tai nghe này nó còn một cái điểm yếu mà mình cũng phải nói cho bạn biết luôn là nó có khả năng kết nối với app. Tuy nhiên cái app của nó khi mình tải về và trải nghiệm trên cả Android và cả iOS thì gần như chiếc tai nghe QCI M10 này nó còn hơi mới một chút. Chính vậy nhà phát hành còn đang gặp một vấn đề khi mà chúng ta kiểu kết nối với app ấy thì không hiện cửa sổ pop-up được. Chắc là mình nghĩ rằng trong những phiên bản update tiếp theo hoặc là những phiên bản cập nhật mới thì nó sẽ có thể là update và cũng như là có thể kết nối, và chúng ta có thể làm những chức năng như kiểu thay đổi này, cài đặt EQ này và sử dụng một số chức năng trong app khác khá là hay ho. Rồi, như vậy trong video này thì mình đã cùng tất cả bạn chúng ta đánh giá về chiếc tai nghe QCI M10. Cá nhân mình thấy rằng đây là một chiếc tai nghe nó phục vụ đối tượng đó là người dùng phổ thông cần một chiếc tai nghe chocolate để thay thế cho những chiếc tai nghe có dây truyền thống, và một cái mức giá cực kỳ rẻ, chỉ loanh quanh tầm là 370.000 đồng mà thôi. Còn với một số bạn mà đang cần cho mình một chiếc tai nghe để chơi game này, một số bạn đang cần cho mình một chiếc tai nghe để có khả năng nghe nhạc tốt, thì mình nghĩ rằng chiếc tai nghe QCI M10 này nó chưa thực sự phù hợp cho lắm. Chiếc tai nghe này thì nó cũng vẫn có những điểm mạnh như là về pin của nó thì 4 giờ liên tục này, rồi là cái phần vỏ cây của nó giúp chúng ta có thể dùng được đâu đó tầm là 15-17 giờ, thì mình thấy nó sẽ rất là đau bò. Vậy thì bạn nghĩ gì về chiếc tai nghe QCI M10, và liệu rằng phân khúc giá loanh quanh tầm 370.000 đồng bạn có mua em nói không? Thì đừng quên để lại cho Chiếm Tài Mobile một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ video của bọn mình xin dừng lại ở đây. Nếu bạn cảm thấy thích đừng quên để lại cho bọn mình một like và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.